Nếu như quý khách hàng đang tìm một cái chiếc két sắt để ở gầm bàn làm việc hoặc là để ở táp đầu giường nhà mình nhưng yêu cầu rất rất là cao về phần mẫu mã ngoại hình cũng như là về phần chất lượng, về cái sự tiện lợi cũng như là về cái tính bảo mật, độ dày cấu tạo của két nó chắc chắn, thì đây chính là cái giải pháp dành đến cho tất cả mọi người. Ở bên cạnh chúng đây chính là mẫu két sắt Afebao hàng nhập khẩu, có thể mở ra được cả bằng vân tay cũng như là mã số điện tử, vô cùng là thông minh. Không những thế, mẫu két sắt này còn có thêm cả cái tính năng đó chính là mở khóa ra từ xa, kết nối qua app, nghĩa là mọi người có thể mở ra được từ xa bằng điện thoại mọi người nhé. Vô cùng là tiện lợi và thông minh. Đầu tiên sẽ nói về phần mẫu mã kích thước bên ngoài của mẫu két sắt này. Mẫu két sắt này thì có kích thước chiều cao là 55 cm, chiều rộng sẽ là 39 và chiều sâu là 34 cm. Đó là về cái phần kích thước, chúng nói ra cụ thể như thế để mọi người xem là cân đối với cái không gian nội thất nhà mình và cái nhu cầu mọi người đang tìm kiếm để xem là nó có phù hợp hay không nhá. Và đó chính là về phần kích thước. Kế tiếp đó chính là về cái phần mẫu mã ngoại hình màu sắc bên ngoài. Bên ngoài được phủ một cái lớp sơn nhám nano vô cùng là chất lượng, chống được là cái việc là bám mồ hôi và vân tay lên trên. Vậy nên là cái sơn nhám nano này vô cùng là bền qua thời gian và chống chóc rỉ vô cùng tốt nhá. Màu sắc thì đây là màu trắng sữa thì như mọi người thấy rồi. Ở đây chúng ta sẽ có lên tới tận là 5 tính năng mở khóa. Mở khóa ra bằng vân tay ở đây. Đó. Thứ hai là mở khóa ra bằng mã số điện tử. Thứ ba đó chính là mở khóa kép, nghĩa là chúng ta kết hợp giữa mở khóa vân tay cộng mã số điện tử thì mới có thể mở chiếc két sắt này ra. Và thứ tư đó chính là mở ra bằng chìa khóa cơ trong những cái trường hợp mà cái két của mọi người nó hết pin sau khoảng một thời gian dài mình sử dụng thì mọi người sẽ sử dụng chìa khóa cơ để cắm vào và mở ra nhé. Và cái tính năng mở cuối cùng đó chính là mở ra bằng app kết nối qua wifi và chúng ta sẽ mở ở trên điện thoại. Đó thì đó là tổng cộng 5 tính năng và mẫu két sắt này nó đang sở hữu. Và chúng sẽ cho mọi người xem một cái tính năng vô cùng tiện lợi của mẫu két sắt này, đó chính là mở ra bằng vân tay. Đầu tiên chúng ta chỉ cần đưa cái vân tay của mình vào cái hình tròn ở đây, cái chấm tròn màu đen ở đây. Sau đó chúng ta sẽ cầm một phần tay nắm và xoay sang bên phải nhẹ một cái là mọi người đã có thể là mở chiếc két sắt này ra luôn rồi. Mọi người thấy không, vô cùng là tiện lợi. Ngoài ra nếu như mọi người không muốn mở ra bằng vân tay thì chúng ta vẫn có thể là mở ra bằng mã số điện tử. Ở đây chúng ta sẽ chạm vào màn hình. Đó, bảng khóa nó sẽ hiện lên những con số và chúng ta sẽ nhập mã số vào đây. Và ấn nút thăng. Ngay lập tức két nó sẽ nhận và chúng ta cũng đều có thể mở ra. Và những cái con số ở đây tất cả nó đều là cảm ứng mọi người nhé. Vậy nên là nó vô cùng là chất lượng và nhạy. Mọi người chạm đến đâu và âm thanh nó phát ra đến đấy và vô cùng là nhạy bén. Mọi người nhìn này. Đó, mọi người thấy không ạ? Chạm đến đâu là nó phát ra âm thanh đến đấy để cho mọi người biết là à mình đã nhập đúng hay chưa và mình đã nhập và cái con số nó đã nhận ngón tay của mình hay chưa. Và thêm nữa đó chính là ngoài những cái tính năng này ra thì nó còn có thêm những cái tính năng cảnh báo vô cùng là chất lượng. Ví dụ như người lạ mà nhập sai vân tay ở đây quá 3 lần, ngay lập tức nó sẽ có âm thanh thông báo nó phát lên, nó réo lên để chúng ta có thể biết và báo đến cơ quan an ninh để họ đến xử lý kịp thời cho tất cả mọi người. Hoặc là ở đây có thể là mã số chúng ta chỉ cần nhập sai 3 lần thôi là ngay lập tức nó sẽ phát ra âm thanh cảnh báo. Chúng sẽ cho mọi người xem luôn nhé. Một là hai lần sai này và lần cuối cùng. Đó, ngay lập tức chỉ cần sau 3 lần nhập sai là sẽ có âm thanh thông báo nó réo lên như vậy. Và để tắt cái âm thanh này đi, chúng ta chỉ cần đưa cái vân tay mà mình đã cài sẵn từ trước đưa vào để cho chiếc két sắt nó nhận và sẽ tắt được cái âm thanh cảnh báo đó đi. Vô cùng là tiện lợi đúng không mọi người? Và cái phần mở ra bằng vân tay này mọi người đều có thể lưu tới cả 100 vân tay khác nhau để cho tất cả mọi người trong gia đình nhà mình cùng sử dụng nữa đó. Vô cùng là tiện lợi mọi người ạ. Rồi, và đó chính là về cái phần bên ngoài của mẫu két sắt này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần bên trong của mẫu két sắt này. Chúng ta sẽ đến với cái phần cấu tạo. Cấu tạo của mẫu két sắt này thì vô cùng là chắc chắn phải nói đến, đó chính là cái phần cánh cửa. Cánh cửa thép dày nguyên tấm, kèm theo đó là còn có thêm cả 6 cái thanh phi chốt phi bằng thép đúc đặc 100% như này nữa. Đây chúng sẽ xoay cho mọi người xem. Đây. Đó, khi mà mọi người đóng sâu vào bên trong cái chiếc két sắt này thì nó rất rất là chắc chắn, bảo vệ được tài sản của mọi người vô cùng an toàn. Thêm nữa là cái phần bản lề nó nằm ẩn bên trong để chống được những cái việc là tên trộm kẻ cướp dùng những cái khoan, cái cưa để cắt cái bản lề để nhấc cánh cửa ra thì trong trường hợp này là không thể mọi người nhá. Toàn bộ thân két nó cũng đều làm từ những cái miếng thép tấm vô cùng dày nên có thể giúp chiếc két sắt này chống cháy lên tới tận là 1200 độ C trong vòng 2 giờ, vô cùng an tâm mọi người nhá. Nội thất bên trong thì sẽ chia ra tổng thể làm 3 ngăn, một ngăn kéo tủ và hai ngăn hở. Hai ngăn chính này thì mọi người đều có thể để được những cái giấy tờ lên tới cả khổ A4 vô cùng là thoải mái mọi người nhé. Ví dụ ở đây chúng sẽ có một vài sản phẩm chúng sẽ đưa vào cho mọi người nhìn luôn. Ở đây chúng sẽ có một bé mèo thần tài. Đây, đưa vào phần ngăn bên trên này nhé. Vừa mọi người ạ, đây là hộp nhẫn này, chúng sẽ để gọn ra đây này. Và đây là những quyển sổ lên tới kích thước khổ A4 vô cùng là lớn như thế này để mọi người có thể để những cái giấy tờ quan trọng của mình vào đây. Đó, mọi người thấy không ạ?
vừa thoải mái luôn mọi người ạ. Thậm chí chúng ta có thể là xoay sang để ngang này thì nó hợp lý hơn đấy. Và ngoài ba cái ngăn mà Trung vừa nêu ở trên thì còn có thêm một ngăn nữa, đó chính là ngăn hầm bí mật ở phía dưới đáy của chiếc két sắt này. Thì chúng ta chỉ cần đưa tay vào cái phần góc này, đó, chúng ta sẽ thấy được cái phần để chúng ta có thể là móc tay vào và kéo nhấc cho tất cả mọi người xem được là cái ngăn hầm thứ tư, ngăn hầm bí mật ở phía dưới đáy của chiếc két sắt. Vậy là chúng ta có tổng cộng là 4 ngăn và tất cả nội thất bên trong thì đều được bọc da cao cấp. Nhìn sang phần cánh cửa này thì còn có cho tất cả mọi người, đó chính là một cái giá nhỏ ở đây để mọi người có thể để những cái tài sản nhỏ của mình như là căn cước công dân hay là thẻ Mastercard, thẻ Visa vân vân, để ở đây để ngăn chia gọn gàng, ngăn lắp. Nhìn lên phần bên trên thì có thêm một cái phần key hook nữa. Đây là cái phần để mọi người có thể móc chìa khóa hoặc là những cái dây chuyền và những cái nhẫn của mình đều móc hết vào đây được nhá. Mình xoay ở đây này. Đó, và nhấc cái phần này ra là có thể là đưa những cái như kiểu dây chuyền nhẫn của mình vào đây được, vô cùng là thoải mái và vô cùng tiện lợi mọi người nhé. Và sau khi xong chúng ta chỉ cần đưa nó vào đây thôi. Đấy, nhét cái thanh này vào lỗ này và xoay là chúng ta có thể chốt được rồi và giữ được cho cái nhẫn và những cái sản phẩm nhỏ của mình ở trong này một cách chắc chắn, an toàn. Và sau khi mọi người để hết tài sản mình vào bên trong thì bây giờ chúng ta sẽ đóng cái cánh cửa này lại và dùng cái phần tay nắm này xoay sang bên trái thật là mạnh, dứt khoát. Như vậy là ngay lập tức bây giờ chúng ta có thể bảo vệ tài sản của chúng ta một cách an toàn nhất rồi. Và thêm một cái hay nữa, đó chính là cái phần tay nắm này chúng ta đều có thể là làm cho nó ẩn đi được bằng cách là ấn vào như này. Đó là nó sẽ nằm ẩn ở bên trong này để những tên trộm và kẻ cướp cũng không biết được, tìm ra được cái tay nắm của mình để mà phá và mở chiếc két sắt này ra. Và hiện tại mỗi két sắt này đang có trọng lượng lên khoảng là hơn 40 cân, cụ thể là 42,5 cân. Thì nếu như mọi người thấy cái mẫu két sắt này sợ là nó nhẹ cân quá và sợ tên trộm và kẻ cướp có thể bê chiếc két sắt này đi thì vô cùng an tâm mọi người nhé. Bởi vì mẫu két sắt này ở phía đằng sau mẫu két sắt này còn có thêm hai cái lỗ bắt vít để có thể là cố định cái chiếc két sắt này của nhà mình vào bên trong tường để chống được những cái việc là những kẻ gian có thể bê được cái chiếc két sắt này đi. Và đấy, mọi trường hợp mọi người đều an tâm khi mà có mẫu két sắt Afibao này ở bên cạnh và trong gia đình nhà mình. Khi mà mua sản phẩm này chúng tôi sẽ kèm theo cho mọi người, đó chính là một cái chùm chìa khóa giải cứu dự phòng, một hộp tiếp pin, 4 viên pin 2A, cũng như là một cái phiếu bảo hành lên tới tận là 2 năm tại nhà. Và hãy nhanh tay đặt hàng đến với chúng tôi qua số điện thoại hotline, đó chính là 1900 98 9932, để được tư vấn và được giá ưu đãi nhất mọi người nhé. Và ngoài ra khi mà mua tất cả mọi sản phẩm của nhà Việt Tiệp chúng tôi thì đều được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Và hiện tại mẫu két sắt Afibao 55AS này đang có giá là khoảng trên 12 triệu. Và cụ thể là bao nhiêu thì mọi người đều có thể là gọi điện đến số tổng đài hotline của chúng tôi để có thể là nhận được cái mức giá cụ thể và ưu đãi nhất nhá cho từng khách hàng mọi người ạ. Vậy nên đừng ngần ngại và gọi đến cho chúng tôi qua số điện thoại hotline, đó chính là 1900 98 9932, để có thể là được tư vấn và đặt được cái mẫu két sắt ưng ý nhất. Mọi thông tin chi tiết chúng tôi đều để hết ở phía dưới phần hiển thị thêm của video này hoặc là comment video này. Và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần tới trên channel.